Những ngày này, thủ phủ vải thiều của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tràn ngập sắc đỏ. Người dân đang trong mùa cao điểm thu hoạch vải thiều. Tuy nhiên, hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 31, trong đó có tuyến đường huyết mạch tiêu thụ vải của huyện Lục Ngạn thì vẫn chưa hoàn thiện. Điều này khiến cho việc mua bán vải của người dân vốn đã vất vả, nay càng thêm khó khăn hơn. Vải thiều vào mùa, quốc lộ 31 đoạn từ Lục Nam đi Lục Ngạn, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang lại tắc đường triền miên, nhất là ở các ngã ba, ngã tư và các khu trung tâm. Thay vì vào khu chợ, bãi đất trống, người dân và thương lái lại chọn điểm thu mua vải ở các hộ gia đình dọc quốc lộ 31. Mỗi lần cái xe công nó cua, cái quay đầu, cái tắc, đây cũng phải tầm 7:30-8 giờ là tắc. Quê là dân nó chở vải ra đông, xe cổ đi lại nhiều. Khó đi lắm, bây giờ nó đang làm cầu thì lại giữa tháng 5 vụ vải này lại chưa làm xong rồi. Thi công chậm, chưa xong là vất vả người dân lắm. Nhiều lúc nếu mà tắc đường thì chắc phải 20-30 phút thì mới qua được. Hiện quốc lộ 31, tuyến đường huyết mạch tiêu thụ vải của huyện Lục Ngạn vẫn chưa hoàn thiện, khiến việc mua bán vải của người dân vốn vất vả, nay càng thêm cực nhọc. Dưới cái nắng oi bức, ai cũng mong sớm tới lượt cân để quả vải không bị ép giá. Để lâu quá thì nó có thể là nhẹ cân hơn, nó héo đi, nó xuống mã, bán thì lại mất giá. Càng muộn thì càng tắc đường thì các thương lái lại càng ép giá, lại khó bán. Nhiều khi nó độc có tắc đường một tí thôi, là giá vải người ta không, người ta bóp xuống, người ta kiểu như không mua nữa. Thì là ví dụ đang ở trên 5.000, bây giờ xuống 3.000, 8 giờ sáng mình đã bán nó 10.000 rồi. Nhưng mà 8 giờ 15 tắc đường cái nó lại mất tầm độ 3-4.000. Trước thì mặt đường nó xấu, xuống cấp nhiều rồi. Sợ lắm, bụi mù, đường ra, gồ ghề, sợ lắm. Nếu mà hôm nào mà đông là mất vài chục phút hoặc vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 31 được chia làm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu đoạn xã Phượng Sơn đi Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, dài hơn 14 km, ảnh hưởng nhất đến việc tiêu thụ vải thiều. Đến thời điểm này thì quốc lộ 31, những cái điểm mà có thể gây ra ách tắc cục bộ thì cũng chúng tôi cũng đã đề nghị và được đơn vị thi công cũng đã tăng cường máy móc cũng như là công nhân cũng như là đưa ra được những cái phương án để sửa chữa, để không gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ vải thiều. Tuyến quốc lộ 31 thi công qua địa bàn 4 xã Phượng Sơn, Quý Sơn, Chù Hữu, Hồng Giang và thị trấn Chu Mạch về giao thông, vận chuyển lưu thông hàng hóa của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là vận chuyển sản phẩm vải thiều Lục Ngạn đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.